Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ mà trước đây chúng tôi chưa từng review. Một bộ sưu tập được gọi là siêu phẩm của Rolex. Đây là một chiếc hộp size L. Nó lớn hơn những hộp bình thường khác của Rolex. Và chiếc hộp này là chỉ dành cho những chiếc đồng hồ có giá trị từ 50.000 USD trở lên. Vâng, đây như các bạn đang thấy, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Rolex Datejust Burnmaster với mã hiệu 86285, với mặt số và vành kim cương rất là lấp lánh, đúng không ạ? Chiếc đồng hồ này thì có giá hãng là 94.500 USD. Đây là một trong những cái lần hiếm hoi mà tôi có cơ hội để review một chiếc đồng hồ có rất là nhiều kim cương hoặc xoàn như thế này. Thì giới thiệu qua một chút về dòng Burnmaster của Rolex. Thì đây thì được coi là một viên ngọc quý trong làng đồng hồ của Rolex. Được đánh giá là bộ sưu tập gọi là VIP sang trọng nhất của Rolex. Đó là Burnmaster. Rolex Burnmaster thì xuất hiện năm 1992. Sự kết hợp giữa tinh thần trang nhã cùng việc sử dụng chất liệu quý hiếm, đó là vàng, kim cương, platinum. Chúng ta sẽ không thể nào tìm được một chiếc đồng hồ Burnmaster có trong chất liệu thép không gì các bạn ạ. Đấy. Tại sao Rolex lại đặt tên cho bộ sưu tập này là Burnmaster? Burnmaster đó chính là tên của chính cái loại mắt dây này. Như các bạn đang thấy, mắt dây với 5 mối nối rất là đẹp như này, đó được Rolex đặt tên là Burnmaster. Ngày nay thì Burnmaster được cho sản xuất với các cái kích thước là 29mm, 34mm và 39mm để đáp ứng được nhu cầu nhiều hơn từ khách hàng cả nam và nữ. Như các bạn đang thấy, chiếc đồng hồ này của tôi có full kim cương tại mặt số và vành bezel. Tuy nhiên là nếu như các bạn muốn toàn chiếc đồng hồ này là kim cương đều được hết. Riêng dòng Burnmaster này thì Rolex cho phép người dùng một số lựa chọn về khu vực được nạm kim cương, ví dụ như là mặt số này, full kim cương, vành full kim cương, đấy là điều đương nhiên rồi. Ngoài ra thì có thể là dây full kim cương đó. Mặt số của chiếc đồng hồ này được làm hoàn toàn bằng vàng. Vâng, hoàn toàn bằng vàng 18 carat với 713 viên kim cương. Tôi xin nhấn mạnh là 713 viên kim cương, không có một chút sai lầm nào đâu các bạn ạ. Có một điểm đặc biệt mà kim cương của Burnmaster khác với những dòng Datejust hay là Datejust, đó là kim cương của Burnmaster là to nhất trong tất cả. Ví dụ như là vành kim cương của Datejust của hãng ấy, tôi đang nói original, thì nó chỉ rơi vào 2 ly. Size lớn của Datejust thì nó rơi vào 2,4 ly. Còn riêng vành bezel này, như các bạn có thể thấy được trước mắt, đó là kim cương 3 ly. Nói là như vậy nhưng làm và thực hiện mới là khó. Rolex đã sở hữu riêng một phòng thí nghiệm rất là lớn để nghiên cứu riêng về kim cương đá quý, nơi các chuyên gia giàu kinh nghiệm kiểm tra này, thanh lọc này, lựa chọn và lên kim cương hay là lên đá quý cho mặt số, vành bezel hay là thân vỏ đồng hồ Rolex. Cái việc chế tác mặt số của Rolex hoàn toàn là thủ công và không có nhiều công ty như Rolex có thể tự xử lý được tất cả các quá trình chế tác mặt số. Như các bạn đang thấy, đây chính là thành phẩm. Nhờ anh cameraman zoom sát vào mặt số chiếc đồng hồ này và vành bezel của chiếc đồng hồ này để cho chúng ta có thể thấy được độ hoàn thiện vô cùng vô cùng vô cùng tinh xảo của chiếc đồng hồ. Đó, như các bạn đã thấy, các bạn đã chiêm ngưỡng được chưa? Tuyệt vời. Là tôi một đấng mày râu rất thích những chiếc đồng hồ đỉnh cao về cơ khí như Tourbillon này, điểm chuông vân vân. Nhưng tôi cũng siêu lòng trước chiếc đồng hồ này. Vâng, như các bạn đang thấy, chiếc đồng hồ Burnmaster 39mm đang trên cổ tay tôi. Tôi có một cái cảm giác là giống như là siêu sao bóng đá Ronaldo đeo những chiếc đồng hồ full kim cương, hay là nhà vô địch boxing Mayweather. Đó, cái cảm giác rất là xa xỉ, đúng là từ là xa xỉ. Và đây là cuối của video này rồi.
Gia Bảo Luxury xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe video. Xin gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.